chuyến trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật London Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Nguyễn trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Little Saigon TV. Xin chào anh trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Little Saigon TV. Nếu ở miền Nam California quý vị mở TV lên coi thì là đài 56.10, Bắc Cali là 16.11 và bên Houston Texas là 27.6. Cũng như là chúng tôi có ở trên YouTube, Facebook và trên mạng Internet là little tv.com. Hôm nay là ngày thứ 2, 29 tháng 4 năm 2024 rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ hai hôm nay. Ngày mai là 30 tháng 4. Ngày mai là 30 ờ, tháng 4. Cuối tuần vừa rồi có rất là nhiều những cái hoạt động uh, diễn ra quanh khu vực Lido Sài Gòn này liên quan đến việc uh, tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Uh, chúng tôi sẽ có những cái phần mà tường trình đó ở trong uh, chương trình uh, cộng đồng được phát uh, ở trong TV uh, nhưng mà những cái này thì không có được đưa lên uh, trên uh, YouTube và Facebook nhiều. Uh, thưa quý vị chúng ta nghe về bệnh HIV đã từ rất rất lâu rồi, phải mấy chục năm trước và nguyên nhân của cái việc mà lây nhiễm cái loại mà vi khuẩn này siêu vi trùng này là do có những cái sự sử dụng những cái chung đụng ví dụ như là à, kim tiêm chích, bàn chải đánh răng rồi à, nhiều cái thứ khác nữa và cũng từ cái lý do này mà sau đó chúng ta đi đến những cái khách sạn đó, cái ừ. thời kỳ đầu á họ không có để cái bàn chải đánh răng kem răng nữa có một thời gian là biến mất có nghĩa là mình phải tự để mình chuẩn bị cái chuyện đó nhưng mà sau này thì có những nơi họ cung cấp rồi nếu mà chúng ta yêu cầu tuy nhiên mới đây thì bên tiểu bang New Mexico đã sau một cái quá trình mà họ xem xét tìm hiểu thì họ lại phát hiện ra được là có một cái nơi giống như một nơi làm làm đẹp á xăm xăm uh, hay là chích uh, cái chích uh, botox cho cái mặt đẹp á họ có dấu hiệu là sử dụng cái kim tim, á, cái kim chích á, ừ. sử dụng lại hoặc là như thế nào, điều này rất là khó hiểu là bởi vì khi mà họ phát hiện ra trường hợp một người phụ nữ vào năm 2018, cô này bị phát hiện ra lại bị nhiễm uh, HIV, thì người ta lọc lại hết toàn bộ những cái quá trình giống như là, là lịch sử coi cô này cổ đã làm gì đi đến đâu và tại sao cô lại bị nhiễm thì cuối cùng đó chỉ thấy có một cái nguyên nhân duy nhất, một lý do duy nhất, đó là cổ đến một cái chỗ làm đẹp, một cái ừ. tiệm làm đẹp ở bên tiểu bang New Mexico để mà cổ uh, chích cái gì lên trên mặt cô đó. Cô này là 40 tuổi. Thì cái chuyện đó ngoài ra thì không có một cái gì mà để có thể làm cho cái cái, cái con vi trùng đó nó xâm nhập vào trong cơ thể của người phụ nữ này thì sau khi mà cô này đến đây vào năm mùa xuân của năm 2018 đó, thì qua cái điều tra thì đến mùa thu của năm 2018 đó, thì cái cơ sở mà làm đẹp ở chỗ này phải đóng cửa, rồi tiếp đó thì uh, bộ y tế ở bên tiểu bang New Mexico họ vẫn tiếp tục họ điều tra và cho đến bây giờ uh, trong hôm tuần trước đó, thì những cái uh, thông báo cho biết là chỉ có một trường hợp thôi. Nhưng mà ở đây thêm uh, cái bài báo mới nhất này thì cho biết là có tới 3 trường hợp 3 trường hợp mà nhiễm HIV thông qua những cái việc mà làm đẹp ở uh, trên mặt Thì đây là một cái điều mà một lần nữa các uh, cơ quan y tế họ nhắc nhở Khi quý vị mà đi đến những cái nơi làm đẹp mà có cái sử dụng những cái kim, chích, tim gì vào trong người của mình á Thì phải thật là cẩn thận những nơi đó phải có giấy phép đầy đủ, những nơi đó mình thật sự là tin tưởng thì mới không dẫn đến những cái mà chuyện đáng tiếc như là bị nhiễm bệnh như thế này. Trong khi đó quay qua một cái bản tin khác có liên quan tới vấn đề à, biểu tình để ủng hộ người Palestine hoặc là Do Thái đã nổ ra trong những tuần vừa qua tại một số những đại học lớn của Mỹ, bắt đầu từ đại học ở New York rồi sau đó lan qua nhiều đại học khác nữa ở Michigan ở Colombia, ở California cũng bị nữa thôi quý vị. Tức là các sinh viên dựng lều, trại biểu tình ngay trong khuôn viên của trường đại học. À, ngay trong cuối tuần vừa qua thì ông John Kirby à, đã lên trên truyền hình và nói về vấn đề này, kêu gọi biểu tình một cách ôn hòa. Có nghĩa là nếu quý vị ủng hộ các em sinh viên đó, nếu mà ủng hộ Palestine hoặc là ủng hộ do Thái, cái vấn đề mà đang gây căng thẳng từ hồi tháng 10 của năm 2023 cho tới hôm nay là do Thái đã tấn công vô giải Gaza làm cho hơn 1.100 người chết và bị thương và cho tới ngày hôm nay cái cuộc chiến nó vẫn còn thì những người mà ủng hộ phía Palestine đó à, thì họ đã biểu tình ở các trường đại học trong khi đó tính cho đến cuối tuần vừa qua thì số lượng người đã bị cảnh sát bắt là khoảng 800 à, đâu đó hơn 800 hoặc ít hơn 800 À, những cái vụ đụng độ với cảnh sát cũng có nữa chính vì thế mà phía tòa bạch ốc đã ra một cái thông cáo vào cuối tuần vừa qua và nói rằng là nếu có biểu tình thì biểu tình trong ôn hòa không nên có những cái gọi là à, dùng những cái ngôn từ mà nó có mang chất gọi là xung đột hay là có ý tấn công người khác hoặc là những cái chửi này kia đó thì nó sẽ bị à, nó là nó sẽ đụng chạm nhiều hoặc là có những cái Hiện nay nhiều trường đại học đang nói tới cái việc là khi nào thì cuộc biểu tình nó bước qua cái làn ranh đỏ, có nghĩa là phải có giới hạn. Biểu tình thì được nhưng mà biểu tình xung đột, biểu tình gọi là trực ý bới đánh nhau xô đẩy với cảnh sát này kia đó thì là không được. Cho nên hiện tại thì các trường đại học một số trường thí dụ như là như là Đại học Bách khoa ở California thì đã ra cái thông cáo cho học sinh là chỉ còn có vài tuần nữa thôi là tới mùa thi rồi đó các em nên ở nhà để học trực tuyến à, hơn là tới trường tại vì hơn một nửa những cái lớp học ở trường đang bị chiếm đóng bởi những người biểu tình. Ừ. Tại vì cảnh sát ra lệnh là phải giải tán những cái cuộc biểu tình mà không có ôn hòa như vậy, hoặc là chiếm những cái căn phòng, kiếm chiếm những cái tòa nhà building của những cái trường đại học như vậy đó thì nó là bất hợp pháp. Hoặc là nếu cảnh sát ra lệnh là không có dựng lều dựng trại ở trong những cái trường đại học như vậy mà các em đã không có nghe theo và vẫn đã ở lại như vậy đó thì bắt buộc cảnh sát phải hành động là phải tới dỡ lều dỡ trại này kia ra thì nó lại gây ra các em nó có phản ứng với lại phía cảnh sát cho nên trong thời gian này đã thôi với quý vị thì quý vị có thể coi những cái thông báo ở trên trường học là chúng ta ở nhà để học trực tuyến hoặc là vẫn có tới trường học tới những cái lớp học được như thường nhưng mà cái chuyện này đó thì âm ỉ từ cách đây chừng 3 tuần cho tới ngày hôm nay thì cho tới ngày hôm nay sáng thứ hai đó thì vẫn có một số trường đại học vẫn còn có những cái cuộc biểu tình và có những cái lều trại vẫn còn ở trong khuôn viên của trường đại học như vậy cho nên quý vị cũng thể ý là trong thời gian căng thẳng này đó thì cả hai phía luôn phía mà ủng hộ phía Palestine là nhiều hơn còn cái phía mà ủng hộ phía do thái đó thì cũng có tới để biểu tình là phản ứng đối với lại cái 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 nhóm bên kia nhưng mà nó ít hơn là cái nhóm người biểu tình để ủng hộ cho Palestine Thưa quý vị, trong tuần qua lại có nhiều cái tin tức liên quan đến chuyện mà trộm đột nhập vào nhà ừ. ngay ban ngày. Đầu tiên hết là một chủ nhà ở khu vực Lakewood ở Los Angeles nói rằng là người chủ nhà này á, nói rằng cô rất là sợ hãi khi cô đang ở nơi làm việc thì cô nhìn vào cái điện thoại của mình để thấy cái camera an ninh ở nhà mình vào lúc 11 giờ rưỡi sáng hôm thứ năm thấy có hai tên đi vào nhà giống như là trốn không người gì đó và bắt đầu nói vô nó lục tung cái nhà này lên để nó lấy đồ cô nói ngay lúc đó thì cô gọi cảnh sát cô nghĩa là vừa rung vừa gọi cảnh sát thì khi cảnh sát đến á, không có kịp có nghĩa là tụi này nó vào trong vòng chỉ có đã, chưa đầy 5 phút thôi là nó đã lục rồi nó mang đồ đi ra khi mà cảnh sát tới thì bọn chúng đã đi rồi thì cái điều này làm cho người ta cảm thấy rất là lo sợ không chỉ cái riêng mà chuyện chủ nhà này mà cả những người hàng xóm khi họ nghe cái chuyện này họ cảm thấy họ sợ bởi vì sao nhìn cái khu vực nhà này á là một khu vực nhà giàu. nhà giàu họ nói chưa bao giờ có một cái sự việc như vậy xảy ra hết làm sao mà nó có thể mà nó giống như là biết được giờ đó người ta không có ở nhà rồi nó lẻn vào rồi xong rồi một người ở gần đó thì lại nói rằng là À, vào hồi tháng 2 đó thì một người thân của cô cái khu vực nhà cũng ở gần cạnh đó khi mà bọn bọn trộm nó vào nhà cũng ban ngày nó nhìn thấy những cái camera gắn ở trong nhà đó ừ. mà nó còn giơ tay lên giống như là nó chào đó oh. khủng khiếp như vậy mà không hiểu tại sao lúc đó cái người chủ đó, đó thì họ không có họ không, họ không có thấy được cái báo động lúc mà họ không có ở nhà nhưng mà khi về để thấy thì họ thấy trời những cái kẻ trộm này nó rất là giống như là nó rất là thản nhiên và nó không có một cái biểu hiện gì là sợ sệt hết đó là cái trường hợp những cái câu chuyện này là ở miền nam cali của chúng ta không chỉ là cái chuyện mà trộm ban ngày như vậy rồi bây giờ cái trộm ban đêm và cả những tiểu bang ừ. khác họ cũng đưa lên những cái câu chuyện trong tuần qua để thấy được rằng cái tình trạng mà trộm vào nhà nó đang đến hồi báo động như thế nào thì mời quý vị trở lại cùng chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London and Lee 1800 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nhắc đến việc là tình trạng mà những kẻ trộm à, canh me lợi dụng đột nhập vào nhà của những người mà đi làm rồi không có ai ở nhà vào ban ngày để mà trộm cướp nó đang ngày càng gia tăng không chỉ riêng ở miền Nam Cali mà ở nhiều cái khu vực khác nữa hồi nãy thì mình nói là khu vực nhà ở vùng Los Angeles 11 giờ rưỡi sáng ngày thứ năm mà chúng vào trong nhà giống như là trốn không người như vậy mà cái khu vực nhà lại là khu vực nhà sang trọng cho nên làm cho người ta sợ rồi trong ngày thứ sáu đó thì đây là một người Việt Nam nhà này thì không phải ở Cali ừ. mà ở bên Atlanta tiểu bang Georgia anh này cũng là một cái người um, giống như cũng khá là là nổi tiếng anh nói rằng uh, có lẽ không có định đưa lên nhưng mà để đưa lên cho mọi người thấy được và cảnh giác đó là chuyện cũng là những kẻ trộm nó vào trong nhà anh để mà nó lục tung hết vào buổi sáng của ngày thứ sáu vừa rồi anh nói rất là may á là lúc này á không có ai ở nhà bởi vì à, hai người bố mẹ anh đã rời nhà vào lúc khoảng 9 giờ sáng cho nên đó là cái điều may mắn chứ nếu như giả sử như cái bọn này nó vào nhà mà có người già hay ừ. trẻ con ở nhà thì điều đó nó càng đáng sợ hơn thì quý vị sẽ nhìn thấy cái hình ảnh mà chúng lục coi như là một căn nhà mà lục tanh bành hết không còn cái gì tủ quần áo rồi phòng sách phòng làm việc tất cả nó lôi ra hết ừ. dĩ nhiên là cũng có một số đồ ví dụ như anh này nói là những cái tiền của những đứa con để đây để kia bị mất rồi nhiều cái mà nó giống như nó lục tung lên nó làm trong những cái trường hợp mà khi mà có những kẻ mà nó đến nó lục tung như thế này á những ai mà đã trải qua rồi thì quý vị sẽ thấy như hình ảnh trong cái căn nhà này nó không hơn gì sau một cái trận bão rồi đó rồi. tức là nó quậy thanh bành cái nhà và để mà có cái thời gian mà lục nhiều như vậy phải chứng tỏ rằng nó biết cái lịch trình đi của cái người chủ nhà đó giờ nào thì chúng có ở nhà giờ nào thì chủ nhà có giờ nào thì họ sẽ về nó mới có nhiều cái thời gian làm như thế này nhưng mà trong cái trường hợp mà hồi nãy Ngọc Lan đưa ra ở căn nhà ở Lakewood ở uh, Los Angeles đó, thì trong vòng chỉ có mấy phút thôi, mấy phút chúng vào và đi rất là nhanh, nó sẽ không có kiểu lục này nhưng mà nó sẽ nhắm ở đâu có chỗ thì nó bưng luôn cái két sắt mà những cái kết sắt mà nhỏ vừa đủ ừ. nó bưng đi luôn. Đó là những cái trường hợp mà xảy ra cho nên là uh, uh, đối với trường hợp nhà anh này á xin lỗi thì anh nói là uh, không có may mắn là tự nhiên ngày hôm nay không có bật alarm lên không có bật lên, cho nên là không có quay được cảnh đó. Còn trong khi cái nhà kia thì có alarm, cho nên họ mới cái camera an ninh, họ mới coi được từ chỗ làm. thì đằng nào á cũng không có kịp để bắt những cái kẻ này. nhưng mà chúng ta cảm thấy là băn khoăn. họ nói bây giờ những cái khu vực nhà xung quanh đó, rồi giống như là trên con đường đó hàng xóm biết nhau, họ gắn camera hết để coi coi có những cái kẻ lạ nào đi ra đi vào để cho hàng xóm có thể là canh chừng À, lẫn nhau coi lẫn, giờ lẫn nhau lỡ mà có một cái thời gian như vậy tự dưng có một cái chiếc xe nào xuất hiện thì người này người kia ở trong xóm đó họ có thể họ cảnh báo với nhau như vậy được. Nhưng mà nếu mà trong thời gian mà đi làm ban ngày đó thì trong xóm nhiều khi nhà nào cũng đi làm hết rồi cũng uh, may ra có người nào ở nhà cả thì mới nhìn thấy được hay là có cái cách nào đó để báo trên điện thoại của họ là có cái xe đi vào trong cái khu này này kia đó yeah. thì mới may ra tóm được cái bọn này. À, trong khi đó thì tôi với quý vị à, California sẽ đối phó như thế nào với cái quyết định của tòa án tối cao về vấn đề người vô gia cư. Người vô gia cư có bị bắt, bị phạt hoặc là bị đẻ ở trong tù nếu mà vi phạm những cái luật lệ của người vô gia cư như là không được cắm trại nơi công cộng, công viên à, gần trường học cách trường học 500 feet hoặc là vân vân những cái vấn đề mà đối với lại người vô gia cư đó thì California sẽ đối phó như thế nào? Quý vị cũng nên biết California là nơi có tới 30% số người vô gia cư so sánh với toàn nước Mỹ. Tức là nhiều lắm thôi với quý vị. Như là Ngọc Lan nói tuần trước đó, mình đi vào công viên My Square Park, mình thấy những cái lều mọc mọc lên, những cái nơi mà những người homeless đang ở đó, những người vô gia cư. Thì California, tại vì hiện tại đó, tòa án tối cao đang xử một cái vụ án mà một thành phố ở Oregon muốn là bắt phạt những người vô gia cư nếu mà họ cấm chạy nơi công cộng. Công viên, bến xe, gầm cầu vân vân, những nơi nào mà có những người đi qua đi lại đó là không có được ở đó. Bất kể là thành phố đó có cái nhà ở cho người vô gia cư hay không hồi trước thì mình nghe nói rằng là nếu mà thành phố đó có một cái nơi mà mỗi buổi tối người vô gia cư có thể tới đó để ngủ đó không phải ngủ ngoài đường đó thì bắt buộc những người đó là phải buổi tối đến cái nhà đó để ngủ chứ không được ngủ ngoài đường còn những cái nơi nào không có thì không sao cả nhưng mà bây giờ cái thành phố grand pass ở oregon họ nói rằng là cho dù có nhà ở hay không có nhà ở mà cứ thấy người vô gia cư đó mà ngủ ngoài đường như vậy nơi công cộng như vậy đó là cứ dẹp hết thế thì nếu mà tòa án tối cao mà xử Grand Pass mà thắng cái vụ kiện này có nghĩa là mở đầu cho những tiểu bang khác sẽ có thể bắt trước theo cho dù nơi đó có nhà ở cho người vô gia cư vào buổi tối hay không có đi nữa thì cũng sẽ đi dẹp những cái người vô gia cư thì những người vô gia cư họ nói rằng là như vậy là vi hiến tại vì quá ác độc với chúng tôi chúng tôi là những người vô gia cư thì chúng tôi đâu có chỗ để ngủ chúng tôi không có chỗ để ở thì bây giờ lại đi bắt chúng tôi như vậy nữa hoặc là phạt chúng tôi như vậy nữa đó thì uh, nó gọi là nên có những cái hành động nó gọi là ác nhân ác tính đối với những người vô gia cư như vậy là không được đó, luật không có cho ác như vậy thế thì California hiện tại đó nhất là tiểu bang uh, nhất là thành phố Los Angeles nè rồi thành phố San Francisco nè nơi mà có nhiều người vô gia cư đó thì họ đang họp lại với nhau và họ đang tìm cách để mà đối phó với lại một trong hai trường hợp có thể xảy ra một là thành phố grand pass oregon thắng vụ kiện có nghĩa là cho dù nơi đó có nhà cho người vô gia cư về ở tối hay là không có đi nữa thì người vô gia cư không được ngủ ở ngoài đường không được ngủ ở công viên đó. tôi không biết là sau khi nếu mà không ngủ ở công viên ngủ ở dòng gầm cầu hay lề đường thì họ đi đâu thì cũng không biết thường với cái thật ra không biết là cách giải quyết họ như thế nào. Rồi sau đó, trường hợp thứ hai, nếu mà thành phố Grand Pass đó mà thua đi, tức là không có quyền để đuổi những người này tại vì họ đã là vô gia cư rồi thì họ làm sao có chỗ ở vào buổi tối được nữa thì họ phải tìm cách đối phó. 30% số lượng người vô gia cư là ở California. Wow. Đúng là càng ngày càng uh, phức tạp hơn. đúng rồi. nhưng mà uh, chúng ta cũng sẽ có một cái tin uh, vui vui biết ừ. đâu ai sẽ là người đang có trong tay mình những tài sản bất chợt, ừ. dù là chỉ tờ là một đồng, một đô la. một tờ một đô la. dạ. nhưng mà xin uh, nói trước những cái này <laughs> nó là hiếm hoi, cho nên quý vị xem thận trọng những cái tờ một đồng mà mình đang có rồi khi mà quý vị đã có được đầy đủ những cái dấu hiệu này đó từ cái tờ tiền mình có thì quý vị liên lạc với những người chuyên môn để người ta thu mua đó là vào năm 2013 mới đây ha ừ. 2013 lúc mà bộ ngân khố Hoa Kỳ người ta à, giống như là cho in ra những cái tờ tiền một đồng đó thì quý vị biết mỗi một cái tờ tiền nó giống như người ta nói giống như số an sinh xã hội vậy đó ừ. một tờ giấy bạc cho dù một đồng cho đến một trăm đồng nó đều có cái số series và cái số đó nó là, sẽ là số duy nhất không thể có cái tờ thứ hai à, số an sinh xã hội của ngọc lan sẽ không thể có một người khác có được nhưng mà vào năm 2013 thì họ có một cái uh, cái mistake một có một cái lỗi khi cùng một lúc á thì chỗ cái chỗ mà giống như cái nơi in tiền ở washington dc cũng in cái tờ một đồng cùng lúc đó họ cũng uh, cho cái chỗ mà ở bên uh, dallas ở uh, bên texas cũng một cái chỗ in tiền, cũng in tờ một đồng. Không biết như thế nào mà hai bên đều cùng trùng cái số series với nhau. Oh. Và người ta nói có đến lúc đó là có đến à, 6 triệu tờ một đô la như vậy. Tức là 6 triệu ừ. đô la đó. 6 triệu tờ như vậy nó có cái số nó match với nhau, nó nó giống với nhau. Mà khi đưa ra để cái tờ tiền này vẫn được đưa ra lưu hành nha. Cho đến à, năm 2017 thì tình cờ có hai nhà sưu tập. Tự nhiên họ phát hiện ra cái điều đó. Ừ. Họ phát hiện ra khi mà họ cầm trên tay họ cái tờ à, một đồng đô la họ nói ủa sao hai cái tờ này mà cái số series nó lại giống nhau như vậy, có nghĩa là y chang nhau. Thì lúc đó họ mới bắt đầu đi vào giống như là họ có một cái kế hoạch để tìm kiếm, Sang tìm coi coi những cái tờ giấy bạc nào nó giống nhau như vậy. Và trong lúc đó trước khi mà họ à, công bố cái chuyện này ra đó thì họ thu thập được 10 cặp mười cặp giấy bạc một đồng ừ. mà nó giống giống nhau như thế rồi bây giờ làm sao chúng ta biết được đây là đặc biệt xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London Lee Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lý Do Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo Ngọc Lan đang nói về chuyện là có thể ở trong chúng ta đây ai đó đang làm chủ của những cái tờ một đô la nhưng mà lại trị giá có thể lên tới 7.000 đô la hoặc là 15.000 đô la. Lý do là do cái việc mà họ in trùng nhau cái số series và cái tờ này lại đang được lưu hành, đó mới mới là cái điều mà chúng ta cảm thấy là mình có cơ hội. Bây giờ làm sao để mà quý vị biết được rằng là cái tờ tiền đó của mình là có giá trị? Thứ nhất đó, là nó phải có ba đặc điểm nha, ba đặc điểm. À, thứ nhất là quý vị sẽ thấy ở ngay cái chỗ bên này. À, ngay cái chỗ này nó nhỏ quá mình không 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 có có thấy được. Cái chữ mà seri là 2013 nó sẽ nằm ở đây nha, yeah, 2013. Còn nếu mà quý vị chỉ cần nhìn vô vô đây mà không thấy phải 2013 thì thôi uh, quên nó đi, quên nó đi. Rồi à, kế nữa đó là quý vị sẽ thấy nè ở đây nè là nó có chữ B ha có chữ B um, rồi tiếp nữa đó là đây là cái số seri đây là cái số series họ nói rằng á những cái uh, cái số seri này á nó sẽ kết thúc bằng có một cái dấu sao quý vị thấy không nếu mà chúng ta lấy một cái tờ đô la bình thường á ừ. thì quý vị sẽ không có thấy cái dấu sao ở đây quý vị sẽ không thấy nhưng mà khi mà có dấu sao ở đây là mình bắt đầu mình để ý rồi rồi có đó có chữ B rồi à, quý vị sẽ bắt đầu cái số của nó của họ đó cái số series, nó sẽ từ là à, chữ bi này rồi một giải số 0000 ở đây là, đến này là số 1 ha, à, đến này là số 1 rồi nó kéo dài cho đến là à, bi rồi hai số 0 rồi đến số 25 và một dạo phía sau là số 0. Rồi cái nữa đó hoặc là chữ bi rồi xong rồi số 032 0, 3, 2 rồi kéo dài một dọc số 0 cho đến số cuối cùng là số 1. Và nó sẽ kết thúc là chữ P rồi số 0, 9, 6, 9, 0, 9, 6 rồi tất cả các số phía sau là số nó kéo dài đến số 0 ừ. tức nghĩa là trong cái quản đó nó có số. Thì khi mà quý vị có trong tay cái cái tờ tiền đó là quý vị thấy wow, mình có một tờ rồi. Như vậy thì còn một tờ nữa nó ở đâu? hiện bây giờ những người mà người ta cái cái chỗ mà nó 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 thông tin này lên á họ tự hào rằng là họ đã collect được họ đã thu gom được 47.000 tờ tiền một đô la mà nó có những cái số hiệu này nhưng chỉ 47.000 tờ đơn thôi tức là nó phải có một cái tờ nó nó ví dụ cho trong hình này quý vị thấy hai cái tờ này nó giống nhau khi nào mà quý vị có được một cặp này á thì cái giá trị mà người ta bán nó sẽ tăng hơn rất nhiều so với lại quý vị có một tờ mặc dù quý vị có một tờ người ta vẫn có thể mua tại vì không biết đâu họ đang có cái tờ kia thì bây giờ có thêm tờ này nó trở trở thành một cặp nhưng mà nếu như mà mình may mắn tự nhiên sau năm đó tiền trong cái đống tiền mới của mình đó giữ từ 2013 đến bây giờ biết đâu nó có được cái tờ này giữ lại thì coi như mình trúng số Ngọc Lan cứ đưa những cái tin về tiền lên đó, rồi cuối cuối cùng người người ta ngồi uống cà phê, người ta cứ móc hết tờ một đồng này kia ra, rồi so sánh rồi nói là không biết tờ này có phải là tờ trị giá hai ngàn, ba ngàn, năm ngàn vậy hay không? Nhưng mà để nói cho rõ hơn đó thì thưa quý vị, à, cái hàng số rồi tôi lại có một số người à, khoe rằng là đã có một sắp tờ một đồng nhé Ngọc Lan, tờ một đồng mà nó có cái ngôi sao ngay đằng sau lưng cái ngay đằng sau cái số serial yeah. number cuối cùng có cái ngôi sao họ nói rằng là tờ này cũng trị giá lắm đây mà không biết là bao nhiêu thì thưa quý vị nếu tại sao như mình bây giờ mình nói là tại sao có cái ngôi sao cái ngôi sao này để chứng minh là cái tờ này là cái tờ thay thế cho cái tờ đã bị in hư tức là cùng một cái dãy số này nè 03072936 đã in rồi nhưng tờ đó bị in thiếu cái gì đó cho nên tờ đó không thể lưu hành được mà phải bị thu hồi lại. Họ có thể là cái hình nó bị mờ hoặc là cái chữ nó bị lem hay gì sao đó. Thì cũng cái tờ B03072936 Nguyên Thủy nó bị hư. Cho nên người ta đã in cái tờ khác ra cũng y hàng cái số như vậy. Mà thêm cái ngôi sao ở đây nữa chứng minh là tờ này là tờ đã được thay thế rồi. Đó, chứ không có giá trị gì hết cả. Cho nên có nhiều người hỏi... Tờ một đồng này ngày hôm nay nó có trị giá lên tới bao nhiêu tiền hay không? Như Ngọc Lan vẫn thường nói về tiền đó, kỳ đó là tiền tờ hai đồng ha. Uh. Dạ, tờ hai đồng. Thì cái tờ này không có giá trị gì hết. Nhưng nếu mà quý vị có cái series number này nó đẹp, không một hai ba bốn năm sáu bảy tám, à hoặc hai 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 bốn 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 gì hết đó đi, những cái hàng số đẹp máy ra thì cái tờ đó có thể là có trị giá một đồng rưỡi tới 2 đồng <laughs> nếu mà có quý vị có cái series nó đẹp à, à, nhiều người đã chụp hình khoe trên mạng là họ có cái chữ b đầu này nè ha rồi họ cũng nguyên một hàng số 9 luôn chín 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 cộng với lại cái ngôi sao à, tờ đó đã được bán ba ngàn đô la đấu giá vì cái tờ đó có cái series rất là đẹp và có cái ngôi sao nữa cho nên đó cái tờ một đồng mà quý vị đang có trong bóp mà lấy ra coi mà có cái ngôi sao và cái hàng số này nó hàng số lẫn lộn nó đủ thứ số hết như vậy đó thì nó vẫn là tầm một đồng chứ nó không có phải là hai đồng hoặc là ba đồng hoặc năm đồng nha quý vị nha cho nên nó cái hiếm lắm mình mới thấy được là nguyên một cái hàng số này sẽ là một cái số giống nhau hết tám 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 cái đó là giữ lại nha cái đó có thể là sau này bán được nhiều tiền lắm cho những nhà mà siêu tầm tiền đó thì họ có thể có được ti tiền tiền nhiều cho nên cái thấy cái ngôi sao này mà số này nó không có là gì hết, thì đây là cái tờ đã được thay thế rồi. tờ này là tờ lưu hành, còn cái tờ inside đó cũng giống như vậy đó, thì đã bị thu hồi lại. Đó. nói nói chung là khi nào quý vị à, tự nhiên đi chợ hay gì thấy mấy cái tờ này người ta chụp hình đây đây cũng mềm mà nhưng mà cũng có nhiều người xài tiền mới thì sao? cứ thấy series 2013, 2013 ha, thấy ở đây có chữ B ha, rồi thấy ở đây cái bắt đầu là Suy nghĩ đi giữ giữ lại cái tờ đó liền để mà biết đâu là mình có thể là mình làm giàu. À nói tới đây đó thì thưa quý vị, đây là cái hình ảnh của cái tờ tiền chưa cắt ra nha quý vị nha. Quý vị biết đó là ở trên bộ ngân khố của Hoa Kỳ, họ có bán những cái tờ tiền in thành in là một tờ giấy to vậy nè mà họ không có cắt ra tờ đồng 2 đồng tờ 5 đồng tờ 10 đồng tờ hai 20 và tờ 100. Thì họ in ra một cái mảng lớn như vậy nè, họ không cắt ra rồi họ bán những cái tờ như vậy để mình trưng ở nhà đó. Cho nên quý vị nào mà à, lên trên mạng, tôi không nhớ cái chữ à, chữ bộ ngân khố của Hoa Kỳ. À, quý vị Google. Tại <laughs> vì tôi không nhớ rõ cái chữ đó. Lên trên đó, quý vị sẽ thấy họ có cái chợ, rồi họ bán những cái tờ tiền từ bộ ngân khố in ra. ở đây, đây là một cái mảng tờ một đồng. Nó gồm có hình như là 20 tờ mà không cách ra gì hết. Còn nguyên một mảng giấy vậy nè. Rồi về mình lọng kiến để mình chưng, mình mình sưu tầm mình chơi thôi đó cho nó vui là tức là ô oh, đây là tiền chưa cắt ra mà nếu quý vị lấy kéo mình cắt ra đó thì dĩ nhiên nó sẽ xấu đi nó không như người ta cắt bằng máy đâu nhưng mà nó cũng uh, thú vị để thấy được à, ah, nguyên một tờ tiền to luôn mà toàn tờ một đồng hay tờ hai đồng tờ năm đồng nó cũng là lạ vui vui thưa quý vị một cái thông báo được đưa ra cho tất cả người dân ở tiểu bang california đó là người dân california phải đối diện với những cái nguy cơ thiên tai thường xuyên và cho nên cái việc mà chuẩn bị giúp đỡ cho chính mình cũng như là mình sẽ trong những cái trường hợp khẩn cấp mình phải làm gì đó nó được đưa ra để cho mọi người lưu ý và chuẩn bị quan tâm đặc biệt là những người mà người ta gọi là vốn tiếng anh đó, có hạn chế thì quý vị sẽ phải có sự chuẩn bị như thế nào cái kế hoạch này được tiểu bang California đưa ra, bắt được thực hiện từ tháng Giêng của năm 2024. À, với nhiều cái thứ tiếng người ta đưa ra, trong đó có tiếng Việt Nam, có tiếng Tây Ban Nha, tiếng uh, Mexico, tiếng Hoa, rồi tiếng Hơ Mông. À, người ta đề nghị quý vị chuẩn bị uh, thứ nhất là theo dõi những cái cảnh báo, mà các cái dấu hiệu nguy cơ về uh, hỏa hoạn hay là những cái thiên tai, rồi uh, coi cái thời tiết và cái gì sơ tán hả? Ừ. Di tản à, khi mà nhận được cái cảnh báo, khi mà người ta ra lệnh thì quý vị phải nhanh chóng đi. Và để làm được việc đó đó thì quý vị cần phải có những cái kế hoạch chuẩn bị, làm sao mình sắp xếp, có nghĩa là trong 5 phút khi mà có cái lệnh di tản là mình phải có sẵn sàng những cái đồ để mà mình đi, chuẩn bị cái dụng cụ khẩn cấp rồi cái kế hoạch con nít sẽ làm sao rồi trong bao lâu những người gia đình còn ở đây nơi, nơi kia thì tập trung ở chỗ nào rồi khi mà hết rồi thì sẽ về đâu để tập trung vân vân rồi chuẩn bị một cái bộ dụng cụ khẩn cấp nè rồi lập kế hoạch luôn cả cho chó mèo của mình như ra làm sao trong cái bộ mà chuẩn bị cái dụng cụ khẩn cấp đó thì sẽ bao gồm nước uống nè còi nè đèn pin nè găng tay nè đồ vệ sinh nè điện thoại vân vân chúng tôi sẽ trở lại phần này sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi tổ hợp luật sư London Lee một tám trăm Gọi ngay Mango Tour 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lê Sài Gòn TV. Ở trước phần quảng cáo chúng tôi đang nói về cái chuyện là những người dân ở tiểu bang California được yêu cầu phải chuẩn bị tinh thần khi mà có thiên tai hỏa hoạn xảy ra thì bên uh, tổ chức uh, lính cứu hỏa họ đưa ra một cái thông báo nhắc nhở cho biết là bởi vì uh, mỗi khi mà có một cái vấn đề gì xảy ra thì cái khảo sát cho thấy rằng đó có đến 58% là người dân California không có chuẩn bị đầy đủ những cái uh, dụng cụ ứng phó với thảm họa và 69% là không hề có cái, cái kế hoạch uh, ứng phó với thảm họa cho nên cái việc mà cần phải nhắc nhở tất cả người dân california chuẩn bị những cái việc này là một cái việc vô cùng cần thiết yêu cầu là những người dân ở tiểu bang california luôn luôn quan tâm theo dõi những cái cảnh báo về nguy cơ những cái cảnh báo này quý vị có thể là tại vì nó sẽ xảy ra ở bất cứ nơi nào trong lúc mình đang ở nhà hoặc là mình đang ở ngoài đường thì quý vị sẽ nghe những cái báo động đó có thể là từ ở những cái còi báo công cộng hay từ ở trên cái điện thoại của mình hay từ trên hệ thống radio, TV vân vân. Rồi khi mà nghe được cái lệnh mà phải uh, di tản thì quý vị phải chấp hành cái lệnh đó thật là nhanh chóng. Để cái lệnh này có thể thực hiện được một cách nhanh chóng và an toàn thì đề nghị là quý vị người ta nói rằng là nên lập kế hoạch 5 phút có nghĩa là trong 5 phút khi mà có cái lệnh di tản, quý vị phải sẵn sàng. Thứ nhất là đánh dấu các cái cái tuyến đường mà mình sẽ đi, rồi lên cái kế hoạch địa điểm mình sẽ đến là ở đâu, rồi nếu như mà mình không có trở về nhà được lúc đó, rồi con nít sẽ phải nói với nó như thế nào, chuẩn bị cho nó ra làm sao. Tất cả phải làm sao thật là nhanh gọn trong vòng 5 phút để mà mình có thể mình mình đi ra. Đồng thời phải chuẩn bị một cái bộ dụng cụ khẩn cấp À, một bộ dụng cụ khẩn cấp ở đây người ta yêu cầu quý vị phải có là một cái chai nước bằng nhôm chứ không phải là trên xe mình để như một cái kết nước bằng chai ừ, nhựa ừ. rồi quý vị để đó hoài là một cái chai nước bằng nhôm rồi phải có cái um, giống như cái radio đó, ừ. làm sao mình phải bắt được cái đó khẩn cấp rồi có cái còi khẩn cấp đèn pin với lại pin dự phòng rồi một bộ dụng cụ để mà um, sơ cấp cứu đó khi nào mình bị đứt tay chảy máu lúc đó mình có cái để mà mình băng bó rồi à, găng tay quý vị cũng chuẩn bị một hộp găng tay dùng một lần rồi bỏ rồi đồ vệ sinh thì à, cá nhân thì trong đó bàn chải dầu gội đầu khăn giấy kem đánh răng vân vân à, điện thoại điện thoại thì cũng nên chuẩn bị sẵn là điện thoại và có pin dự phòng theo rồi à, mền mền giữ nhiệt rồi à, giấy viết và một cái à, cái ổ đĩa mà trong đó quý vị đã lốt sẵn hết tất cả những cái tài liệu quan trọng của gia đình ừ. mình khi cần là mình sách nó theo để khi sau này có cái việc mình dùng đến không thôi, để ở nhà hết rồi nó cháy nổ hoặc là vân vân. Rồi à, lập kế hoạch luôn cả cho cái à, chó mèo những người nào nuôi chó mèo nhiều thì à, ra làm sao thì quý vị phải chuẩn bị. Thì đó là những cái điều mà nhắc nhở đối với lại người dân California. Trong khi đó thì nếu mà quý vị là những người thường xuyên đi máy bay đó, rồi quý vị thấy à, lên trên máy bay thì mình nhận được cái thông tin à, thí dụ như là quý vị có à, À, điện thoại của hãng T-Mobile đi, thì mình lên đó mình đọc những cái tờ mà quảng cáo ở trên cái sau lưng ghế đó, thì nói rằng là Wi-Fi miễn phí nếu mà quý vị là khách hàng của T-Mobile vân v rồi quý vị cứ gọi là mình nối kết với lại mạng Wi-Fi trên máy bay trong lúc máy bay đang bay. thí dụ như hồi đó tôi đi qua Houston, thì tôi dùng hãng máy bay United Airlines, mình thấy có free T-Mobile Internet nha, rồi mình cũng kết nối vô nhưng mà nó chậm như con rùa đâu quý vị không mình không có thể coi video được không có thể tải hình được nhưng cái đó có thể thay đổi hãng Hawaiian Airlines đang có những cái chương trình để đổi lại cái hệ thống wifi cho nó nhanh hơn nó có thể nhanh như là chúng ta xài ở nhà vậy đó đây thì đây là cái sự kết nối giữa hãng Hawaiian Airlines và hãng Starlink đó thì khi hai hãng này đang thử nghiệm thôi thì một số khách hàng khi mà lên trên máy bay của hãng Hawaiian Airlines đi từ Los Angeles đi tới Honolulu đó thì họ thử những cái hệ thống Internet mới. Thì họ nói rằng là không cần phải kết nối luôn nữa. Mình vừa vô máy bay ngồi xuống ghế của mình thôi là điện thoại của mình nó đã, đã kết nối luôn với lại cái, cái cái, cái wifi ở trên đó. Và có nhiều người nói rằng là ôi tôi coi cả phim trên Netflix được luôn, tôi tải hình được luôn, Tôi coi mạng Facebook đọc vi coi video hay là những cái uh, video ngắn ở trên Facebook đó được hết không như hồi xưa à, có nhiều người họ dùng cái speed test để mà họ thử coi là cái mạng nó chạy nhanh cái, cái, cái tốc độ như thế nào đó thì họ nói rằng là 200 megabit per second tức là nó nhanh nhanh cỡ khoảng như là ở nhà trước đây thì nó trong khoảng nha từ 50 tới 70 thôi cho nên nó chậm lắm mình chỉ có thể đọc được báo một chút hay là nếu mà có cái hình trong cái tờ báo đó đi thì chúng ta cũng không thể coi được tại vì nó, nó mất thời gian để mà nó lốt lên thì nay có thể coi được rồi kể cả cái coi phim trên Netflix cũng được nữa cho nên tôi không biết là những hãng khác như là Verizon hay là AT&T có cái chương trình um, free in-flight wifi hay không À, riêng T-Mobile tại vì tôi là khách hàng của T-Mobile thì tôi thấy là đi hãng máy bay họ có nói là lên máy bay rồi mình mở cái trang T-Mobile lên mình bấm kết nối này kia đó thì lúc đó nó kết nối với lại cái wi uh, wifi của hãng máy bay thì mình cũng coi được nhưng mà trước đây thì nó chậm lắm bữa nào thử đi Hawaii nên thử cái uh, đi Hawaii đi rồi mình kết nối trên đó mình vừa đi vừa bay vừa trên trời mà vừa livestream chuyến bay đang đáp xuống phi trường Honolulu <laughs> thưa quý vị À, hôm thứ tư tuần rồi, vào tối thứ tư thì có một cái tai nạn à, xe hơi đã xảy ra rất là thương tâm, khiến cho cả bốn người trong một gia đình đều thiệt mạng. Bốn người này đều đang đi trên một chiếc xe điện của VinFast. Mm. Tin này à, trong những ngày cuối tuần vừa qua thì nó làm cho mọi người quan tâm rất là nhiều. À, tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 9 giờ tối, à, lúc này đó thì gia đình này đên, đang đi ở trên đường Phú à, Thọ họ nói ở gần cái, cái khu vực mà Pleasanton thì theo như cảnh sát lúc đó nó có vẻ như người tài xế lái xe đó bị à, giống như bị lạc lái không có điều khiển được cái xe và chiếc xe đã tông vào cái gốc cây và bốc cháy không trở tay gì kịp hết tất cả bốn người trong đó đều thiệt mạng mặc dù đến nay cảnh sát vẫn chưa cho biết danh tánh của bốn người này nhưng mà vào hôm sáng chủ nhật ngày hôm qua thì ngay tại khu vực này, cộng đồng ở đây á là khoảng chừng 200 người, họ đã đến để mà họ tưởng niệm gia đình này và họ là những người đã công bố cái tên để cho mọi người biết. À, những người mà đến dự tưởng niệm là những người hàng xóm, những người thân nhân và thầy cô, học trò của cái trường mà hai đứa bé bị tai nạn ở trong cái vụ đó đó đang học, một đứa là học lớp 8 và một em là đang học lớp 2 nói là cộng đồng ở đây người ta rất là bàng hoàng trước cái tin này không thể tưởng tượng được một gia đình như vậy tự nhiên thoáng một cái là biến mất hết gia đình này là người gốc ấn độ ừ. và một người thân của họ đó đang giống như là từ ấn độ sang đây chơi là người đó chính là người báo tin về phía ấn độ cho gia đình họ biết cái tai nạn này đã xảy ra như thế nào tức là theo như cái cách mà những người ở, ở địa phương này hàng xóm này chia sẻ thì có vẻ như là gia đình này không có người và bà con thân thuộc ở đây. Tai nạn này bởi vì liên quan đến xe điện mà lại là xe điện của công ty VinFast, cho nên họ nói rằng là họ đã uh, có gọi cho công ty VinFast để mà lấy những cái uh, giống như là phỏng vấn nhưng mà phía VinFast chưa có trả lời. Hiện nay á cái chuyện mà xe điện VinFast có phải là góp phần trong cái việc tai nạn này hay không thì cảnh sát vẫn đang điều tra tuy nhiên cảnh sát cho biết rằng là cái chuyện mà cái cái tốc độ của cái chiếc xe lúc đó là có là có ảnh hưởng đến cái chuyện mà gây ra tai nạn rồi nó như thế nào thì tất cả đang điều tra chứ không phải là giờ này thì chưa có kết luận chỉ biết rằng là đây là chiếc xe Vinfast và cũng không có nói cho biết là gia đình này đang chạy chiếc xe cái mô đồ nào thì đây là một tin làm cho mọi người cảm thấy là rất là uh, người ta thứ nhất là liên quan đến xe Vinfast thứ hai là cái tai nạn nó quá là thê thảm một gia đình tự nhiên bỗng chốc không còn ai hết à, tôi cuối tình được có thấy cái tin này nhưng mà lúc đó cảnh sát nó đang tìm ở trong những cái mảnh vụn thì họ thấy có một cái logo là xe của vinfast à, gia đình này gốc ấn độ nha, chứ không phải là người việt nam đó à, pleasant town là ở trên vùng uh, san jose đó, trên vùng trên đó à, ngày hôm nay có một cái bản tin cũng liên quan tới vấn đề xe nữa cũng là xe điện bốc cháy nữa nhưng mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin này sau một vài phút thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. trở lại với Cà phê sáng trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan nói về một cái tai nạn ở Pleasanton ở cái vùng đó thì cái tai nạn đó liên quan tới cái xe điện Vinfast cũng như một mấy người trong xe đã bị chết à, thì hôm nay đó à, ở bên Bắc Kinh Trung Quốc ở bên tỉnh Sơn Tây cũng có đăng một cái tai nạn xe mà ba người chết gồm có hai người lớn và một em bé trai nhỏ tuổi thì cũng là xe điện nữa nhưng mà xe điện này là xe điện của hãng AITO Uh, automotive. Cái hãng này hợp tác với hãng Huawei. Huawei thì cung cấp những cái kỹ thuật về khoa học của họ. Còn uh, hãng xe này thì là hãng xe điện mới ở bên Trung Quốc. Và trên cái tuyến đường đi ở tỉnh Sơn Tây đó thì người ta uh, chỉ biết rằng là có một vụ tai nạn xảy ra. Chiếc xe này là chiếc xe SUV 7 chỗ tông vào đuôi của một chiếc xe vận tải lớn và cái đầu của xe nhỏ này đã nằm ở dưới gầm cái xe vận tải đó rồi bốc cháy. Những người chung quanh gần đó đã chạy tới cố gắng đập cửa kiến để cứu những người chung quanh nhưng mà trong ở trong xe đó thì không có cứu ra được và vì thế mà cả ba người đều chết ở trong xe. À, tới hôm nay thì cảnh sát vẫn cho biết là đang điều tra gọi ta tại sao cái xe điện này nó có nó có tự nhiên nó tăng tốc hay không hay là tự nhiên nó có mất điều khiển hay không mà cái người lái xe này lại tông thẳng vô cái đuôi đằng sau của xe vận tải kia thì họ đọc được những cái chỉ số ở cái bình điện thì họ nói rằng là rất bình thường cái hệ thống túi hơi nó bung ra cũng rất là bình thường cũng như là những cái hệ thống mà đọc những con số mà trong lúc mà lái xe đó thì vận tốc của xe lúc bấy giờ đang đi là 115 km trên một giờ cũng là vận tốc bình thường của trên cái cao tốc đó không có gì là lạ khác không có gì hết nhưng mà họ đang điều tra coi có thể là buồn ngủ có thể là mất kiểm soát trong lúc lái xe hay là quay đến đằng sau làm chuyện gì đó rồi đó thì, thì nó gây ra cái tai nạn nhưng mà thấy trong những ngày vừa qua đó khi mà mình nghe tới những cái vụ mà cháy xe mà xe điện đó thì thấy đó cũng là một trong những cái băn khoăn của người mua khi người, người ta mua cho dù là xe điện hay xe xăng đi nữa đi thì cái chuyện mà cháy xe nó vẫn có thể xảy ra nhưng mà xe điện thấy nó nó hơi ghê ghê ha tại vì điện mà liên quan tới cháy rồi làm sao mình dập tắt cái lửa đó được nếu mà xe xăng đi thì có thể là sợ cứu hỏa dùng cái chất bọt gì đó để mà dập tắt còn nếu mà nó cháy điện đó, thì chắc là cũng phải có một cái chất hóa học nào đó để mà sợ cứu hỏa có thể dập tắt được những cái vụ cháy như vậy nghe rất là thương tâm ừ. thưa quý vị ngày hôm thứ sáu thì bên ủy ban thương mại liên bang đã phạt cái nơi mà bán đồ gia dụng ngọc lan nghĩ là nhiều quý vị sẽ quen thuộc với cái nhãn hiệu này william sonoma oh. đây là cái cửa tiệm nổi tiếng lắm đúng rất rồi, là đúng nhiều rồi. nơi bán đồ nhà bếp rất nhiều đúng lắm. rồi ừ. đồ nhà bếp rồi đồ cho phòng ngủ nệm giường ừ. đồ cũng có phạt cái số tiền là gần 3.2 triệu đô la liên quan đến cái việc gọi là vi phạm lệnh make in usa khi mà một cái món đồ được À, giới thiệu rằng là đóng cái nhãn vô là made in USA, tức là cái món đồ đó phải được sản xuất ở Mỹ. Ở à, những cái thành phần nào trong đó, những cái chuyện nó như thế nào người ta quy định rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà cái công ty này đã vi phạm cái điều đó. Họ lấy một cái dẫn chứng là năm 2020 khi mà họ đăng quảng cáo lên để bán một cái tấm nệm BBthin, họ nói 100% là sản xuất tại Mỹ, nhưng mà tấm nệm đó sản xuất ở Trung Quốc và rất nhiều món đồ ở đây khi mà họ quảng bá lên, họ quảng cáo, họ nói là sản xuất hoàn toàn ở Mỹ nhưng mà nhiều món đồ khi mà người ta đi điều tra thì họ thấy rằng là sản xuất ở Trung Quốc rất là nhiều. Wow. Thì cái việc mà sản xuất ở Trung Quốc như vậy đó thì nó liên quan đến cái việc và gọi là nó vi phạm về cái lệnh giống như vậy về cái tiền hoa hồng năm 2020 giữa cái công ty có trụ sở tại San Francisco à, không có tuân thủ theo những cái việc này. Thì bây giờ họ đồng ý là họ phải bồi thường cái số tiền là 3.175 triệu đô la. Nói đây là cái số tiền phạt mà liên quan đến cái chuyện cái nhãn hiệu Made in USA lớn nhất từ hồi trước đến bây giờ. Ngoài cái việc mà bị phạt như thế này thì cái công ty bán đồ gia dụng này đó họ còn bị yêu cầu là phải nộp cái báo cáo thường xuyên cái, cái những cái mặt hàng họ bán cái nơi sản xuất vân vân để mà người ta theo dõi trong một thời gian để xem rằng là những cái uh, điều của họ đó cái cách buôn bán của họ nó có trung thực hay không nó có tuân thủ hay không chứ không phải là cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó tức là make in USA nhưng mà thật sự lại là làm ở Trung Quốc thì đây là cái điều mà quý vị sẽ thấy nhiều người đó người ta rất là cương quyết với cái chuyện cứ mở ra một cái món đồ nào đó cho dù biết rằng là cái hãng nhãn hiệu đó là của mỹ nhưng mà khi mà sản xuất gia công đó có thể làm ở việt nam có thể làm ở trung quốc cambodia rất là nhiều những cái nơi đó với cái nhân công rẻ nhưng họ sẽ mua nếu như làm make in việt nam hoặc là make in cambodia hoặc là ở đâu đó nhưng mà thấy là make in uh, china họ không mua họ tẩy chai đến mức độ đó à. thì nhiều người người ta người ta thích như vậy thì cái đó là cái quyền cũng như có người á, thì lại là Back in Việt Nam hả? Không mua Đó cũng là một cái cách <laughs> Nhưng mà những công ty lớn bây giờ vô Việt Nam Để làm những cái sản phẩm gia công từ Việt Nam Thì nhiều lắm quý vị Quý vị có thể tưởng tượng là vô trong cái chợ khô uh, Mà trong mo đó Thì cái chợ khô đó rất nhiều sản phẩm Quần áo, giày, dép Và cái gì có made in Việt Nam Từ những cái hãng lớn như là uh -huh. Nike, Adidas Bây giờ còn họ cũng làm bên Việt Nam à, uh, Samsung điện thoại cũng làm bên Việt Nam À, cho nên quý vị thấy là mở một cái hộp điện thoại Samsung ra S22, 23 gì đó mới đi cái 24 mình mở ra mình thấy cái hộp để là made in Việt Nam mình thấy cũng ngạc nhiên và wow, Việt Nam bây giờ cũng gia công được những cái món hàng gọi là rất là đắt tiền như vậy ừ. cho nên cũng có nhiều người lắm họ nói này làm từ Việt Nam mà chắc không tốt bằng made in Korea đâu ừ, cho nên không đó. mua đó nhưng mà thật ra đó thì cái 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 cái, cái, um, cái gọi là cái tiêu chuẩn để làm được được một cái món hàng À, nó như thế nào đó thì tùy những cái công ty đó Họ có thể xét những cái, cái tiêu chuẩn để làm à, Cho nên quý vị đừng có lo là Ồ oh, tại Made in Việt Nam thì chắc không có tốt bằng Made in nước này nước kia nước khác đâu Thật ra thì họ có cái mức ấn định của họ Là cái tiêu chuẩn như thế nào mới được đem ra sử dụng à, Cuối tuần vừa qua thì một số tỉnh ở miền trung của nước Mỹ Đã bị những cái cơn lốc nó tàn phá Ở Oklahoma 4 người chết và hơn trăm người bị thương vì cơn lốc càng quét qua nơi này cũng như là một số những tiểu bang khác nữa ở gần đó à, trong ngày hôm nay thứ hai thì đang có những cái sự báo động từ một số những cái uh, những cái uh, tiểu bang cũng ở miền trung nữa và đặc biệt họ nói tới ngày hôm nay là ngày thứ hai đó thì uh, vùng sao east của texas và sao west của louisiana cũng sẽ có tình trạng báo động mưa nhiều mưa lớn và có cả mưa đá cũng như là gió lốc và gió xoáy cũng như là những cái cơn lốc như vậy đó thì nó có sẽ làm bị thiệt hại ảnh hưởng tới những cái tiểu bang đó à, trong những ngày cuối tuần vừa qua thì một số những tiểu bang như Oklahoma cả mấy chục ngàn người không có điện và trong lúc đang có lốc như vậy nữa rồi mất điện như vậy cho nên quý vị thấy là cái phần đầu của ngày hôm nay đó Ngọc Lan nói là chúng ta nên <laughs> chuẩn bị cho những cái thiên tai nó có thể xảy ra nhất là điện thoại chúng ta lúc nào cũng phải sạc pin cho nó đầy à, lỡ mà mất điện thì không có điện thì làm sao mình có thể sạc pin mình liên lạc được thì đó cũng là một trong những cái tin ngày hôm nay tuy nhiên à, cũng có cái happy ending một cặp vợ chồng à chưa phải là vợ chồng một cặp sắp sửa làm đám cưới thì sáng thứ bảy là họ chuẩn bị hết rồi chiều thứ bảy thì là tới một cái cái sảnh đó để làm đám cưới họ mướn rồi thì trưa thứ bảy nhận được điện thoại từ cái sảnh mà họ mướn hội trường họ mướn đó ừ. gió lốc mới thổi qua bay hết đồ rồi cũng như là không còn điện ở đây nữa thì bây giờ tính làm sao thì cái cặp này họ nói rằng là chúng tôi không làm cho thiên tai làm chúng tôi dừng bước được thế là họ chuẩn bị bao nhiêu họ hàng bà con thân thiết này kia đó là mang có bao nhiêu cái đèn pin là mang tới hết rồi họ mướn một cái hội trường lớn may là cái hội trường này nó còn đứng vững nè sau cái trận gió lốc thì vô trong này tất cả bao nhiêu cái đèn pin đều mở lên hết và họ đã làm đám cưới ông này có tên là ông họ là ông này là bracker austin bracker nói rằng là không có gì mà có thể chận lại cái ngày đám cưới trọng đại của chúng tôi được mặc dù là cái cơn lốc nó có xảy ra ở ngay thành phố chúng tôi nhưng mọi người đều bình an cũng may mắn lắm một số nhà bị sập thì họ phải ở lại để họ dọn dẹp nhưng mà những cái người mà không có bị sao hết nhà cửa họ không bị gì hết á thì họ đều tới chúc mừng cho cặp vợ chồng này mới này đây là thưa quý vị trong này là sai đèn pin người nào có đèn pin là mang theo để thắp tráng sáng lên để mọi người cùng là chung vui với Austin Bracker và cô vợ của anh ta à, chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối cùng của chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm thứ sáu ở Việt Nam người ta đã rất là uh, xôn xao với cái tin một cô gái đã bị phát hiện là chết khô trên cái ghế sofa ở trong một căn nhà trong cái chung cư gọi là Vinhomes Smart City Tây Mỗ ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Đây là một khu chung cư cao cấp. Nhưng vì sao mà một Cô gái 29 tuổi, sinh năm 1995, bị chết mà lúc phát hiện đó là đang nằm ở trên sofa mà nói là cái bộ xương nó như nó khô rồi. Người ta ước chừng á cô này là chết vào tháng 9 của năm 2022. Ở bên cạnh đó thì có điện thoại di động nhưng mà cái sim của điện thoại đã bị tháo ra rồi và giống như nhiều cái vật dụng quần áo vân vân đã cũng đã được dọn dẹp đi. Hiện bây giờ theo tin cho biết đó là giới chức ở ngay cái khu vực đó họ nói rằng là họ xác nhận rằng là cô gái mà chết ở đây là đến từ Đồng Nai nhưng mà họ vẫn chưa cho biết tên của cô gái này là ai và họ nói họ đang tiếp tục điều tra. Nhiều câu hỏi đặt ra nói rằng là một người chết ở trong cái nhà như vậy mà từ năm 2022 rồi đến tháng 12 có nghĩa là ước đoán là chết khoảng tháng 9 rồi đến tháng 12 của năm 2022 đó thì ở cái chỗ này cái nhà này gas điện nước đều bị bị cúp hết, lý do là không có người đóng tiền. Mà xác chết như vậy thì nó sẽ rất là hôi thối Mà tại sao không ai phát hiện? Thì những người mà Giới chức phụ trách khu vực này, họ nói rằng là bởi vì cái khu chung cư này á có đến hàng ngàn cái căn hộ mà được người ta mua để đó và không có người sống đó là lý do tại sao mà có người chết ở đó mà người ta không biết ý là nguyên có thể là nguyên vòng quanh khu vực đó ở đây nói là đến cả hàng ngang cái căn hộ như vậy không có người người sống ở đó cho nên người ta mua để không thôi mà đây là căn hộ cao cấp cho nên cái chuyện mà không có người biết đó, là chuyện không có gì là uh, khó giải thích người ta đặt câu hỏi tiếp là như vậy thì uh, gia đình cô này sao mà không đi tìm kiếm ừ. cô có những cái lý thuyết được giả thuyết được đưa ra mà hiện bây giờ người ta nghĩ rằng đó mặc dù là giới cầm quyền Việt Nam người ta chưa có công bố tên của cô này là ai hết nhưng nhiều người cho biết rằng cái người cái cô gái xấu số này tên là Đỗ Phan Duy Khuê, cô này 29 tuổi là con gái của bà Phan Thị Mỹ Thanh. Bà Phan Thị Mỹ Thanh á từng là cựu phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai nhưng mà vào năm 2018 thì bà này đã bị cách chức tất cả các chức vụ của mình liên quan đến việc là bà lúc mà bà làm phó bí thư tỉnh Đồng Nai đó giống như là bà thao túng hết để cho chồng mình à, là ông Đỗ tịnh Đỗ tịnh mở một cái công ty rồi xong rồi à, tất cả nói chung là lúc đó cái vụ này rất là ầm ĩ thì hai vợ chồng này có người nói là họ chỉ có một đứa con duy nhất thôi chính là cô à, Đỗ thị Phan Đỗ Phan Duy Khuê mà đã chết đây, nhưng mà theo những cái gì mà chúng tôi tìm kiếm được đó thì thấy rằng là có lẽ họ có tới hai người con, cặp vợ chồng này có hai người con một người tên là hai người đều tên là khuê hết bởi vì có một cái công ty được lập ra mà ông chồng tức là ông đỗ tịnh đó là đứng cổ phần là 40 trăm rồi xong rồi cái cô mà được cho là chết ở đây là đứng cổ phần đỗ phan duy khuê là đứng cổ phần 30 phần trăm rồi một người nữa là cũng đứng cổ phần 30 trăm đó là những cái gì mà người ta cho biết đến bây giờ và họ nói rằng à, hai vợ chồng này vào cái thời điểm năm 2022 À, lúc đó cũng có nghe là thông tin là con họ mất tích rồi họ đi tìm nhưng mà trong cái vòng rất là âm thầm chứ không có giống như là đăng báo rộng rãi rồi sau đó không biết tại sao là không đi tìm kiếm nữa à, có một cái điều cũng rất là đặc biệt là việc mà cô gái này chết à, được công bố lên hôm thứ sáu vừa rồi đó mặc dù đến bây giờ họ chưa có công bố chính xác cái tên của cô ngoài cái chuyện mà lan truyền trên mạng xã hội rồi nhắc đến à, cô là con của bà Phan Thị Mỹ Thanh thì bà Phan Thị Mỹ Thanh này vào năm 2020, 2018 thì bà bị cách chức hết, 2020 thì bà lại tiếp tục phải ra tòa liên quan đến cái việc là công ty của gia đình bà đó, của chồng bà, con bà phải bồi thường cho một cái công ty khác số tiền lên đến khoảng 17 triệu đô la. Rồi đến năm 2022 thì bà này lại được nhắc tên liên quan đến vụ án là của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong cái vụ mà AIC mà bây giờ cái vụ này vừa được lôi ra trong những ngày gần đây sau khi mà ông Vương Đình Huệ vừa mới uh, từ chức thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại bị lôi ra cùng với lại ông uh, Phan Quốc Việt là người mà chế tạo ra cái bộ uh, xét nghiệm Covid-19 đó. Người ta đang đồn đoán là bắt đầu tiếp theo ai đứng sau những cái người này ừ. thì đó nó có những cái sự mà dây dây dưa rẫy má với nhau là như vậy thì chúng ta sẽ chờ xem cái uh, công bố cuối cùng của bên cơ quan điều tra là cô gái mà xấu số chết khô như vậy là ai. Trong khi đó Ngọc Lan nói đến Việt Nam thì trong nước Việt Nam trong những ngày vừa qua đó thì là rất là nhiều những cái cuộc gọi điện thoại giữa tôi với lại những người bạn ở bên Việt Nam thì ai cũng kêu rằng là nóng ơi là nóng. Ừ. Tớ là ở Việt Nam trong những ngày vừa qua và đặc biệt là trong cái đợt này là có những cái ngày lễ lớn thì ở bên Việt Nam đó thì họ nói rằng là những cái nơi mà trở thành điểm đi để du lịch trốn nắng nó đều hết vé máy bay hết luôn vé xe đò và người lái xe đi thì đối diện với lại cảnh tượng kẹt xe những nơi mà người ta đi như là Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng à, hoặc là những cái nơi nào mà có nhiều sông ngòi nước hoặc là biển này kia đó là đều chặt kín người hết à, trên thế giới à, thì cơ quan à, à, WHO tổ chức y tế thế giới cũng cho biết Lần là cái ảnh hưởng của El Nino đã làm cho thời tiết thay đổi nắng nóng hơn ở một số những quốc gia Đông Nam Á Và đặc biệt ngày hôm nay đó họ đang nói tới là Philippines Philippines đã ra lệnh để cho hơn 700.000 học sinh phải ở nhà học trực tuyến vì thời tiết đã nóng hơn 44 độ C 40 độ C là khoảng 104 độ F đó À, ở đây mình mà thấy 100 độ là thấy nóng ha thì ở bên, bên những nước bên kia đó những ngày vừa qua những vùng đông nam á thái lan cũng ra những cảnh báo à, nên ở trong nhà nhiều vì thời tiết có thể lên hơn 45 độ c Lào cũng thông báo rằng là nên ở trong nhà và nên uống nhiều nước Tại vì nhiệt độ cũng có thể lên 44-45 độ C Philippines cũng vậy, Myanmar cũng vậy à, Đây là hình ảnh của một số những người ở Myanmar nè Myanmar thì họ đạp xe rồi họ nghĩ lại ở, ở lề đường họ ngồi họ đạp không nổi nữa rồi, tại vì nó nó nóng quá đó là những cái, cái tin tức về nóng ở ngay tại uh, những nước đông nam á ngày hôm nay có một cái bản tin có liên quan tới uh, cái vấn đề gọi là uh, in tem lậu thưa quý vị uh, hai người đã bị bắt một người tên là lu hoan Angela năm mươi tuổi có nghĩa là người trung quốc và người thứ nhì là Chong Hu Hu, 51 tuổi, cũng là người Trung Quốc. Thì hai người này có một cái công ty gọi là gửi hàng ở City of Industry. Tức là ai mang hàng đúng gửi đi đâu đó thì mang tới đó rồi họ in tem rồi họ giá rồi họ gửi đi. Thì trong vài năm vừa qua họ đã gửi tới 31 triệu gói hàng bằng cái tem lậu in giả họ copy từ một cái công ty nào khác trên mạng, họ lấy những cái số đã, đã xài rồi đó rồi họ làm ra cái con tem mới rồi họ gửi này hàng đi như vậy đó. Thiệt hại cho bưu điện của Hoa Kỳ là 150 triệu đô la tiền tem. Wow. wow. Trong suốt từ năm 2019 cho tới hôm nay đó sau khi mà họ điều tra thì họ biết được là cái công ty này là công ty đã in tem lậu. Thì cái người đàn ông thì đã trốn về Trung Quốc, còn người đàn bà ở lại thì bị bắt. Và ngày 2 tháng 8 sắp tới đây là ngày ra tòa để nhận bản án có thể là cao nhất là 5 năm tù ở nhà tù liên bang. Và họ đã tịch thu hết những nhà bà này đã mua là bất động sản ở West Covina, ở Beverly Hills, ở uh, Monterey Park và rất là nhiều nhà khác nữa. Tịch thu tài sản ngân hàng luôn thưa quý vị cái cách mà họ in uh, khi mà anh anh trường nói là in tem giả để dán à, à. mình hay gọi là đi ra in uh, mua label hay là dán à, cái label. Mua label khi mà người ta gửi hàng đi uh, qua chỗ khác gửi uh, overnight hay là gì thì cái quý vị sẽ biết là cái tiền đó nó rất là nhiều uh, có những cái chỗ này hình dung như là đại lý thay gì họ họ in cái label đó xong họ cái tiền đó phải về đến mua điện ừ. thì bây giờ họ giả họ ăn cắp những cái label họ dán lên mặc dù họ không trả tiền cho bưu điện nhưng mà họ lại tính của cái người đi gửi đó rất là nhiều đó là cái cách mà họ thu được lợi nhuận cảm ơn nguyễn trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai ngay sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới xin kính chào quý vị